Các bạn đang đến với bản tin nhanh bóng đá tối ngày 27 tháng 8 của Ghiền Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành ra một giây đăng ký kênh để luôn cập nhật những tin tức bóng đá nóng hổi nhất nhé. Mùa hè năm nay chứng kiến một trong những kỳ chuyển nhượng biến động nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Chỉ vài tuần sau khi Lionel Messi chuyển từ Barcelona sang PSG, đến lượt Ronaldo đang trên đường gia nhập Man City sau 3 năm khoác áo Juventus. Trong diễn biến mới nhất, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, Ronaldo đã đề nghị Juventus cho phép mình ra đi. Nhà báo uy tín này cũng cho biết, Man City sẽ đáp ứng yêu cầu trị giá 30 triệu euro mà phía Juventus đưa ra để hoàn tất thương vụ này trước khi phiên chợ hè đóng cửa. Sau khi gia nhập PSG, Messi đã từ chối mặc chiếc áo số 10 vốn đã trở thành thương hiệu của anh, dù được Neymar ngỏ ý nhường lại. Thay vào đó, siêu sao người Argentina quyết định chọn số 30 mà anh đã từng mặc khi ra mắt đội 1 của Barcelona. Cũng như Messi, thương hiệu của Ronaldo luôn gắn liền với chiếc áo số 7 từ khi anh còn khoác áo MU. Sau khi gia nhập Real Madrid, Ronaldo mặc chiếc áo số 9 trong một mùa giải trước khi trở lại với áo số 7 cho đến hiện tại trong mùa áo Juventus. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha khó có thể tiếp tục mặc áo quen thuộc của mình nếu gia nhập Man City. Bất chấp những tin đồn hồi đầu hè này, Raheem Sterling có vẻ vẫn tiếp tục ở lại Man City. Tuyển thủ Anh hiện đang giữ chiếc áo số 7, trong khi Gabriel Jesus là chủ nhân của chiếc áo số 10. Do đó, Ronaldo nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn một con số khác. Trong quá khứ, Ronaldo từng mặc áo số 28 tại Sporting Lisbon, nơi anh đã được lọt vào mắt xanh của Sir Alex Ferguson và Manchester United. Siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể lựa chọn số áo này bởi nó vẫn chưa có chủ tại Man City. Đối với cả Messi và Ronaldo, số áo bây giờ có lẽ không còn quá quan trọng với họ trong giai đoạn cuối của sự nghiệp. Dù mặc áo số nào đi chăng nữa, thương hiệu của M10 và CR7 vẫn luôn trong tâm trí người hâm mộ bóng đá thế giới sau những gì đã diễn ra trong suốt 2 thập kỷ qua. Dù thương vụ Ronaldo và Man City chưa xảy ra, nhưng vào lúc này, nhiều cổ động viên của MU đã tỏ ra không hài lòng với quyết định gia nhập đội chủ sân Etihad của Ronaldo. Và mới đây, trang Ryan Giggs 11 được cho là đã thuộc về cầu thủ người xứ Wales đã tiếp thêm dầu vào lửa khi công khai chỉ trích CR7. Trang Facebook có 1,3 triệu lượt theo dõi mang tên Ryan Giggs 11 này cho biết: Ronaldo, cậu đã phản bội những người hâm mộ, cậu đã phản bội chiếc áo số 7, cậu đã phản bội lời thề của mình và cậu đã quên đi người đã giúp đỡ cậu như ngày hôm nay, Sir Alex Ferguson. Thật đáng hổ thẹn. Xuất hiện đúng vào thời điểm này, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội tới từ người hâm mộ Manchester United và Ronaldo trên thế giới. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là một trang fanpage do người hâm mộ lập ra, chứ không phải là phát ngôn chính thức của Ryan Giggs. Một huyền thoại quỷ đỏ khác và cũng là người rất ăn ý với Ronaldo ngày xưa tại MU thì không tin CR7 lại đến đại kình địch Man City. Tôi không tin Ronaldo đến Man City. Cậu ấy có một di sản khổng lồ tại Man United, Rooney nói với tờ The Sun hôm 26 tháng 8. Tất nhiên trong bóng đá, bạn không thể nói trước điều gì. Như trước đây Peter Schmeichel hay Andrew Cole đã từng lập quân cho Man City, còn Mark Hughes từng làm huấn luyện viên của họ, nhưng tôi không tin một cầu thủ như Ronaldo lại làm điều đó. Trong cuộc phỏng vấn khác với Stock Sport, Rooney nói thêm: tôi không thấy có cửa nào cho chuyện này, nhưng trong bóng đá, không ai biết trước được điều gì có thể xảy ra. Bạn nên làm những gì phù hợp với bản thân và gia đình. Tôi thì không đời nào chơi cho Liverpool hay Man City. Đó là thực tế, nhưng mọi người thì khác. Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov cho rằng đồng đội cũ Cristiano Ronaldo không phù hợp với triết lý của huấn luyện viên Pep Guardiola nếu chơi cho Man City. Tôi không nghĩ Ronaldo sẽ quay lại chơi cho các câu lạc bộ cũ, Berbatov nói với Betfair hôm 26 tháng 8. Tôi đã ở chung phòng thay đồ với Ronaldo, tôi hiểu rõ cậu ấy luôn mầm mới bản thân, tìm thử thách mới để vượt qua chúng. Nghị lực đó giúp Ronaldo giỏi đến khó tin. Nếu cô ấy muốn tìm thử thách mới, Man United sẽ không phải là điểm đến. Berbatov cho rằng có thể Ronaldo sẽ chọn Man City, nhưng anh không phù hợp với câu lạc bộ này. Tiền đạo người Bulgaria nói: Man City không mua được Harry Kane nên có thể tìm các lựa chọn khác. Ronaldo là lựa chọn phù hợp với Man City, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đến đó. Ronaldo vẫn giỏi bậc nhất thế giới, nhưng triết lý của Guardiola không phù hợp với cậu ấy. Với quá khứ cùng Man United, tôi nghĩ Ronaldo sẽ chẳng giành được gì ở Man City cả. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chia tay quỷ đỏ để đến với Real Madrid vào năm 2009 trong một bản hợp đồng kỷ lục thế giới. Tuy nhiên vào năm 2013, Sir Alex Ferguson đã nỗ lực để đưa CR7 trở lại Old Trafford, đồng thời chiêu mộ Gareth Bale. Chiến lược gia huyền thoại này đã tiết lộ kế hoạch đó cho Patrick Evra. Evra cho biết: tôi nhớ có rất nhiều phương tiện truyền thông nói rằng Ferguson có thể sẽ nghỉ hưu. Và ông ấy nói: Patrick, tôi sẽ không bao giờ nghỉ hưu, tôi sẽ ở đây 10 năm nữa. Sau đó ông ấy nói:
Mục tiêu của tôi chắc chắn là 99% chúng ta sẽ có Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Tôi chỉ cần hai cầu thủ này, chúng ta sẽ vô địch Champions League một lần nữa. Và công bằng mà nói, khi tôi nói chuyện với Cristiano, tôi hỏi anh ấy và anh ấy nói đồng ý với huấn luyện viên và anh sắp gia nhập với Man United. Anh ấy đã nói với tôi điều này. Tuy nhiên như chúng ta đã biết, thương vụ đã không xảy ra. CR7 vẫn tiếp tục gắn bó với Real Madrid, còn Gareth Bale cập bến Bernabeu trong mùa hè 2013. Sir Alex cũng tuyên bố giải nghệ ngay sau khi mùa giải 2012-2013 khép lại. Evra nhớ lại, khi chúng tôi đến Carrington, tôi nhìn thấy những chiếc camera ở đó và tôi đã nghĩ, cha, ai đó đã làm sai điều gì đó, có thể một cầu thủ gây ra chuyện gì khác. Ai đó làm sai điều gì đó, chúng tôi đang gặp rắc rối. Nhưng chúng tôi đến nơi và mọi người nói, các bạn phải ở trong phòng thay đồ vì huấn luyện viên muốn trò chuyện. Và khi ông ấy bước vào phòng thay đồ để nói chuyện với mọi người, đó không bao giờ là một tin tốt. Sir Alex đến và ông ấy nói, tôi thực sự xin lỗi. Một số người đã nói rằng tôi nghỉ hưu ngay cả trước khi tôi tự nói ra điều đó. Đó là lý do tại sao bạn nhìn thấy những chiếc camera đó. Nhưng tôi sẽ giải nghệ vì vợ tôi cần tôi. Ông ấy xin lỗi Van Persie, xin lỗi Shinji vì ông ấy vừa mang họ đến. Ông ấy đặc biệt xin lỗi họ. Những ngày vừa qua, sau hai trận mở đầu ngoại hạng Anh của Manchester United, giới chuyên môn nói đến rất nhiều về vị trí trung phong của Solskjaer. Edinson Cavani chỉ là một phương án tạm thời, còn Anthony Martial là nỗi thất vọng cục cực. Trong bối cảnh này, vì sao Man United không quyết định đón Harry Kane hay Ronaldo? Chân sút muốn rời Juventus để trở lại ngoại hạng Anh, làm gia tăng sức mạnh hàng công? Theo cựu thủ thành của tuyển Anh Paul Robinson, có nhiều lý do khiến Man United không quá mặn mà với thương vụ Harry Kane hè này. Tiêu biểu nhất là việc ban lãnh đạo Quỷ Đỏ cân nhắc Erling Haaland, một siêu bom tấn có thể được kích hoạt vào hè năm sau. Có thể hiểu rằng, ban lãnh đạo Man United bỏ qua Harry Kane, một phần vì mức phí quá cao mà phía Spurs đòi hỏi. Lý do thứ hai là vị thượng tầng đội bóng quyết tâm theo đuổi Erling Haaland. Haaland có mức phí phá vỡ hợp đồng vào mùa hè 2022 khá dễ chịu, bao gồm cả tiền lót tay, tiền lương và hoa hồng cho Mino Raiola, thì vẫn lợi hơn khi chi 150 triệu bảng cho Harry Kane hè năm nay. Man United đang chờ duyên lành, khi thời điểm đến, rất có thể bom tấn Erling Haaland sẽ được kích hoạt. Theo Diario Sport, thỏa thuận của cầu thủ 22 tuổi Oriol Busquets đã kết thúc vào cuối tháng 6 và anh không thể đạt được một bản hợp đồng mới. Điều đó có nghĩa đã đến lúc anh ra đi tìm kiếm một thử thách mới. Hiện tại, Oriol Busquets vẫn chưa xác định được bến đỗ tiếp theo của mình, cũng như chưa có thông tin chuyển nhượng nào liên quan đến anh. Anh đã có thời gian cho mượn tại câu lạc bộ Twente ở mùa giải 2019-2020 trước khi trở lại Barca B vào mùa trước. Theo huấn luyện viên Mauricio Pochettino, siêu sao Messi sẽ có trận đấu đầu tiên trong áo PSG ở vòng 4 Ligue 1 2021-2022. Đây là trận đấu nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Sau một thời gian nghỉ ngơi và làm quen với tập luyện với các đồng đội mới, PSG đã ấn định thời điểm Messi chào sân tại Ligue 1. Đó là chuyến làm khách của PSG trên sân của Rams tại vòng 4, diễn ra lúc 1:45 phút rạng sáng ngày 30 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Theo Alexandre Genin, giám đốc phòng vé của Rams, số vé trận đấu giữa Rams và PSG đã được bán sạch trong vòng 24 giờ. Giá vé bình thường của trận đấu dao động từ 35 đến 100 euro. Tuy nhiên, trên thị trường chợ đen, người hâm mộ sẽ phải bỏ ra đến 400 euro để tận mắt xem Messi chơi bóng lần đầu tiên tại Ligue 1, một con số quá khủng khiếp. Sau hai trận đấu giao hữu cùng lứa đàn em U22 vào chiều 26 tháng 8, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra 25 gương mặt sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út cho trận đấu mở màn vòng loại cuối cùng World Cup 2022 gặp Ả Rập Xê Út. Theo đó, ở vị trí thủ môn, hai cái tên được thầy Park lựa chọn là Bùi Tấn Trường và Nguyễn Văn Toản. Hai gương mặt trên sẽ cạnh tranh cùng Đặng Văn Lâm cho một suất bắt chính của đội tuyển Việt Nam. Người gác đền của câu lạc bộ Cerezo Osaka sẽ bay từ Nhật Bản sang Ả Rập Xê Út để hội quân cùng các đồng đội vào ngày 29 tháng 8 tới. Ở hàng hậu vệ, Đoàn Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng phải vắng mặt vì những lý do chấn thương. Các cầu thủ được chọn gồm Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thành, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải và Trương Văn Thiết. Nguyễn Tuấn Anh được kỳ vọng sẽ quán xuyến tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải được chờ đợi sẽ bùng nổ với vai trò tiền vệ tấn công trong sơ đồ chiến thuật của thầy Park. Những cái tên còn lại góp mặt gồm Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Văn Đức, Lê Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức. Trường hợp đáng tiếc nhất là Trần Minh Vương. Nhân tố được xem là có khả năng gây đột biến cao trong đội hình của chiến lược gia người Hàn Quốc đã không kịp bình phục chấn thương nên vắng mặt. Trên hàng công, Nguyễn Tiến Linh vẫn là đầu tàu với vai trò trung phong.
Ngoài ra, Hà Đức Chinh và Nguyễn Văn Toàn vẫn là những cái tên không thể thiếu. Đáng chú ý, với màn trình diễn thuyết phục trong các trận giao hữu, hai gương mặt mới là Phạm Tuấn Hải và Hồ Tuấn Tài đều được góp mặt. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có chuyến bay sang Ả Rập Xê Út vào sáng ngày 28 tháng 8 để ổn định và thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu tại đây. Thầy Park sau đó sẽ điền tên 23 cầu thủ gặp đội chủ nhà vào lúc 1 giờ ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tin bóng đá tối ngày 27 tháng 8 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiền bóng đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.